Gì? Đây đây đây. Chơi lại mẹ nè. Hai anh em ở nhà nha. Ê, ở nhà không được ra ngoài chơi nghe chưa? Dạo này ơi nhiều bắt cóc lắm đấy. Con biết không? Không được ra ngoài chơi. Nhớ người ta bắt cóc đi đấy. Nghe không? Đấy, hai em ở nhà chơi nghe chưa? Không được ra ngoài nha. Mẹ đi công việc một tí chứ mẹ về. Hai đứa ơi, mẹ về rồi này. Pin ơi, anh Ngọc ơi. Không, hai đứa đi đâu rồi con? Pin ơi, Gấu ơi. Không, hai có ra ngoài chơi không nhỉ? Trước khi đi mẹ đã dặn rồi mà. Hai đứa này, trước khi đi đã dặn rồi, không được ra ngoài chơi rồi mà. À, thì ra là ra ngoài chơi hả? Lần này mẹ sẽ giá làm người bắt cóc. Để xem có dám ra ngoài chơi nữa không. Không được ra ngoài chơi rồi cơ mà. Lần này mẹ sẽ làm giá làm người bắt cóc. Để xem. Thank you.
tại sao? Hả? Tại sao anh Gấu? Mẹ đã bảo là không được cho em đi ra ngoài chơi rồi mà. Hả? À. Sao con lại cho em ra ngoài chơi mà để em ngồi một mình nữa hả? Nếu như mà không phải là mẹ mà là bắt cóc thì sao? Hả? Anh Gấu? Hả? Đi, đi vào nhà, ra lấy xe về. Ra lấy xe về, vào nhà mẹ hỏi chuyện, nhanh lên. Được rồi, anh Gấu đứng lại đây cho mẹ. Đây, em đi lại kia chơi đi con. Đi lại kia chơi đi. Ê, mẹ hỏi. Mẹ hỏi con sao? Hả? Mẹ là bảo con bao nhiêu lần rồi và bây giờ phải bắt cóc nhiều đúng không? Hả? Đúng không? Con đứng thẳng lên cho mẹ. Mẹ là bảo ở ngoài bây giờ bắt cóc nhiều, không được ra ngoài, không được mở cửa cho em ra ngoài mà. Sao con để em ra ngoài, con để em chơi một mình, con đi chơi một mình luôn. Hả? Hai tay lại cho mẹ. Nhanh lên. Mẹ phạt con nha. Này đứng đây nghe chưa? Nghe chưa? Không, mẹ không cho phép con được ra ngoài chơi. Nghe chưa? Đứng yên đây cho mẹ nha. Nhớ chưa? Lần sau không được cho em ra ngoài chơi như vậy, nghe chưa? Không được chạy, không được đi ra ngoài chơi nữa. Đi với mẹ nào. Hả? Em đi với mẹ nào. Đấy. Mang em ra ngoài á, nhớ không ai người ta bắt cóc em thì sao? Hả? Đi, đi vào mẹ tắm rửa rồi ăn cơm. Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Đấy, đi đứng đây nào. Anh gấu cho Bin ra ngoài chơi hả? Để con ngồi một mình. Ôi mẹ chua. Thấy mẹ phạt anh gấu rồi đấy. Đúng không? Mama. Lần sau anh gấu rủ đi chơi không được đi nữa nghe chưa? Khi nào mẹ dẫn đi mới được đi nha. Hả? Con xin lỗi mẹ. Con biết sai rồi, từ sau con không làm như thế nữa. Là có từ sau nữa hả? Mẹ đã báo bao nhiêu lần rồi, trước khi đi mẹ cũng đã dặn rồi đúng không? Là đội này nhiều bắt cóc đúng không? Mẹ đã báo là hai anh em chơi trong nhà không được ra ngoài. Mà con ra ngoài con chơi, con để em chơi một mình luôn. Con để em chơi một mình lắm mà. Đấy không phải là mẹ, mà người khác người bắt cóc mất em thì sao? Đúng không? Hả? Có biết sai chưa? Nhớ chưa? Con xin lỗi mẹ chưa? Con xin lỗi mẹ. Lần sau đừng như thế để nghe chưa? Nhớ không? Nhớ rồi. Được rồi. Bây giờ hai anh em ra ngoài chơi nhá. Để mẹ nấu cơm rồi ăn cơm nghe chưa? Nếu như là lần sau là mẹ sẽ đánh đòn đấy. Mẹ không phản như thế nữa. Nghe không? Nghe rồi. Đấy, cho em ra ngoài chơi đi. Đi con. Chơi đu bên đánh đu đi.